Thua. Thua rồi, thua rồi. Sở thích của em á là thích chở chó đi dạo, là thích đá banh. Chở chó đi dạo. Cái gì vậy? Rồi mời em. Bạn ơi, giới thiệu về mình đi. Em tên là Nguyễn Đình Khoa. Năm nay 29 tuổi. Hồi trước học nhiệt lạnh trường đại học công nghiệp, nhưng mà giờ chuyển qua kinh doanh rồi. Kinh doanh gì? Quán trà sữa và cua tôm khô. Bán trà sữa và cua hả? Trời ơi. Quê ở đâu? Quê em ở Hồ Chí Minh City chị. Rồi, vậy ha. Bạn nữ giới thiệu đi. Dạ, em xin giới thiệu là em tên Huân. Năm nay 25 tuổi. Hiện tại em đang làm vị trí tiếp tân ở spa với lại thẩm mỹ viện. Tiếp tân ở đâu em? Dạ, ở quận Phú Nhuận. Ồ, gần nhà, gần em, gần em. Thẩm mỹ viện. Gần nhà em á chị. Anh làm ở trên Gò Vấp á, chắc cũng giáp với anh Phú Nhuận á em. Dạ, em làm ở Nguyễn Văn Chổi anh. Nguyễn Văn Chổi là gần chỗ anh rồi đó, cách dạ. có chừng 5 số cây à. Hỏi ai đưa đón em đi về? À, ai đưa đón em đi về vậy? Có cần xe ôm không? Không biết nữa. Thích ăn cua không em? Dạ thích. Thích rồi, yên tâm đi. Trước giờ có mối tình nào chưa? Dạ chưa luôn chị. Chưa luôn? 25 tuổi chưa có mối tình nào hết. Chắc chị không tình quá à. Thiệt mà. Tại sao cũng duyên dáng xinh xắn vậy mà không ai để ý? Một phần cũng do em ít tiếp xúc với nam giới á. Ngày xưa đi học thì còn có gặp một hai thằng bạn. Sau này ra làm toàn là nữ không à. Gặp hai thằng nào? Cô này giọng của men ghê luôn á. Ê... Gặp hai thằng bạn chắc không yêu được rồi. Không. Không yêu. Không yêu rồi. Là sao? Cũng nhiều người nói em hơi dữ chút. Bây giờ bạn trai, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em nên nói thật thì nói dối anh. Không, nói thật. Ở đây không có nói dối nha. Chắc mấy chục. Trời ơi. Dữ vậy trời. Nhưng mà em thương có người à. Người yêu đã được bao lâu? Quen được 2 năm mấy mà chia tay chắc cũng gần 10 năm rồi vậy. Là 10 năm nay là toàn là coi như là thế thân không thôi phải không? Dạ, có bồ chứ không có người yêu. Có bồ là sao? Bồ là sao? Người yêu là sao? Nghĩa là không có người mình yêu, có bồ thôi. Từ bồ cách tới, nó cách tới người yêu xa không? Xa lắm đó chị. Bây giờ lên đây kiếm bồ hay kiếm người yêu? Kiếm vợ chị ơi. Trả lời dữ thiệt. Được. Hài hước ha. Rồi, tiêu chuẩn kiếm vợ em sao? Biết bán cua. À, chỉ cần thông minh, hài hước, giúp giống như Harry Potter vậy chị. Ý em nói em Trấn Thành đó hả? Bốc dáng. Dạ, bốc dáng cao trên 1m6 là được rồi chị. Đỉnh cao hơn em. Rồi em, bản thân em thì đòi hỏi cũng hơi cao ha, Harry Potter rồi ha. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh của em là em biết lắng nghe, luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Điểm yếu của em á là em rất là bề bộn, nghĩa là em về nhà em quăng đồ tùm lum á, đồ nhà em giống như bãi rác vậy á. Ai dọn dẹp? Em đang kiếm người dọn giùm em. Bán trà sữa mà để chuột hamster rồi mà đã vậy còn ở dơ nữa, bề bộn nữa. Ủa rồi người mình có ở dơ không? Dạ không, người em sạch lắm. Chắc không? Chị qua hửi thử rồi chị. Trời ơi, mắc mớ gì tôi hửi thử trời. Qua hửi mắc mớ gì không hửi. Thơm, mùi thơm nhân tạo hay là mùi thơm tự tạo? Mùi thơm tự nhiên á chị. Mùi cua đó. Quá đi tượng. Tự nhiên nó muốn rối loạn tiền đình rồi anh ơi. Hỏi cô này đã. Mình có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em chắc là do thích trai đẹp thôi. Giống ai? Dạ cỡ Captain America cũng được. Captain America mới được. Em thích người đó nhưng mà không cần thiết phải y chang như vậy. Cái chuẩn em sao? Cụ thể cao mập ốm? Dạ, chuẩn của em thì cũng phải cao hơn em. Nếu mà cao cho 1m7 thì tốt. Thân hình thì đừng có mập quá. Em làm thẩm mỹ anh này mặt mụn rồi nám rổ rồi tàn nhang rồi được không? Dạ không. Phải láng mới được hả? Dạ phải láng. Em sợ mấy người bị mặt này nọ. Sao bạn trai cười mỉm mỉm hoài vậy? Em thấy là em cũng tạm tạm được đó anh. Tạm tạm được hả? Được. Sở thích của bạn là gì? Em là thích thua. Thua rồi, thua rồi. Sở thích của em á là thích chở chó đi dạo, là thích đá banh. Chở chó đi dạo? Cái gì vậy? Không có gấu thì chở chó chứ sao anh? Ngộ nha. Sở thích gì lạ vậy? Sở thích bỏ cua vô lòng á, rồi nuôi chuột, rồi chở chó đi dạo á. Cao 1m7 thôi hả? Dạ. Có ăn gian không? Rồi đứng lên coi thử coi. Này 1m7 đúng không anh Linh? Đúng đúng á, 7-7-1 gì đó. Nhưng cái bụng hơi bự nha. Do là mấy tháng nay em bị chấn thương không đá banh á, nó mới mập. Lại đây coi. Ủa
Hên quá, nay nhạc mũi. Bây giờ mình đã tính gì tới chuyện hôn kết hôn chưa? Dạ tính rồi chị. Bao lâu mình kết hôn được? Khoảng 6 tháng tới 1 năm. Chuẩn bị được những gì rồi? Em giờ chắc cái gì em cũng gần có rồi. Gần là sao? Thì giờ em chỉ cần mua thôi. Chuẩn bị mua gì? Chuẩn bị chắc mua nhà. Định mua khu vực nào? Theo tình hình hiện tại chắc mua quận 8 mới có tiền mua. Vậy cũng được rồi, miễn có nhà là được rồi. Thí dụ mai mốt về lấy nhau tiền ai giữ? À, nhất vợ gì trời. Vậy hả? Dạ. Vậy được, thôi vậy đó được rồi. Cũng thoải mái ha. Được. Nói chung cũng ga lăng. Ây da, cũng được đó mà không biết cái mặt có cải thiện được không chứ cũng không được đẹp lắm. Qua coi giùm coi đàn gái sao. Coi đi rồi. Thôi thôi dễ thương quá. Làm gì giật mình. Hú hồn hả? Dạ. Bạn trai bên đây tính hài hước, vui vẻ. Em có yêu cầu gì bên đây không? Ảnh có thích nhậu không? Thích nhậu không? Ảnh? Ảnh không có thích nhậu em. Nó uống mà hai lon là gân anh về rồi. Anh có hút thuốc không anh? Không luôn. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Dạ. Được không em? Mấy cái yếu tố đó thì được. Được à hả? Dạ. Dễ thương lắm nha. Hôm nay mình đi có đi với người thân không? Dạ có, em đi với má. Dạ có Cát Tường, chú Đường Linh. Dạ chào cô. Dạ cô nhận xét bạn trai bên đó sao cô? Thì cô cũng thấy nó vui tính. Mà không biết con gái, con thương con gái cô có đồng ý không thôi. Gái cô có hả? Sao 25 tuổi chưa có mối tình nào? Từ xưa anh học thì đi học rồi về sau học. Chương trình này chơi là bà ngoại nó kêu lên kiếm bạn. Cũng muốn cho nó có tấm chồng. Thế ngoại có đặt ra tiêu chuẩn gì? Gia đình có đặt ra tiêu chuẩn kiếm con rể như thế nào không cô? Nếu nó biết trên nhìn dưới, biết người lớn này nọ. Chứ con sẽ đừng có gia trưởng nữa. Bé hồi đó giờ chưa biết nấu ăn gì chưa. Đi học xong mẹ làm về là người nhà làm hết. Chiên trứng kia được không cô? Nó chưa đụng. Hồi xưa giờ chưa đụng tấm bếp nút. Trời đất ơi. Nấu mì được không? Mì gói chút nấu được. Ủa vậy rồi mai mốt về rồi ăn uống làm sao? Cứ luộc cua ăn suốt thôi gì đâu. Không uống trà sữa trời ngon à. Giờ mình về đi học được không cưng? Dạ học được. Sơ thôi. Rồi bạn trai có đi với ai không? Dạ mọi người tưởng em đi đám hỏi nên đi đông lắm anh ơi. Có mẹ em, sếp em, bạn bè. Đâu cho gặp. Chào cô Cát Tường, chào chú Quỳnh Linh. Dạ chào cô. Tôi là mẹ của Khoa. Dạ chào bác. Mẹ thấy là bạn gái bên đây là dễ thương, thấy nói chuyện cũng hiền. Từ xưa tới giờ mẹ vẫn tôn trọng ý kiến của con. Rồi nếu mà sau này có tiến tới với Khoa thì tập cho nó cái thói quen nó phải biết dọn dẹp. Ở nhà toàn là mẹ dọn dẹp không à. Mẹ cũng quải lắm rồi. Dạ không biết là bác có chịu được dâu mà không biết nấu ăn không. Dọn dẹp thì con làm được. Cô cũng dễ lắm. Tại vì từ xưa đến giờ là nhà có mình cô là hoa hậu à. Cô đi dậy từ sáng tới chiều cho cha con ăn cơm bụi luôn. Thứ bảy với chủ nhật á, thì mới ở nhà nấu cơm. Đồ ăn cứ mua để sẵn tủ lạnh á, rồi tự chế biến tự ăn. Nói chung là nó cũng biết tự lập. Với Khoa thì nó có trách nhiệm. Thành ra cái đó để từ từ mình tập cũng được. Rồi đó giờ là quyền quyết định lại là ở hai bạn. Kéo màn lên. Cua chuột gì đó tặng đi. Cái này anh tặng em để khi nào em nuôi em. Dạ mấy cô, mấy cô. Còn cái này á là em đừng nuôi nha. Mày để ăn. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ. Khi nào em ăn mà thấy ngon thì nói anh ship cho trọn đời. Dạ. Cái này đặc biệt các em xưa giờ bà muốn hẹn hò đây là lần đầu tiên luôn đó. Tưởng ông nói tặng hai con cua này em nuôi đừng ăn nha. Anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương, nhìn hiền. Dạ. Còn em thấy anh sao? Thấy anh cũng được. Anh nghĩ sao nếu mà em không thích làm dâu? Ủa anh cũng không thích làm dâu nữa. Làm dâu chi? Không làm dâu ai chịu không? Ý là em không thích vợ về làm dâu. Em không thích làm dâu. Anh có gì hỏi em không? Con anh muốn mấy đứa? Chỉ một hoặc hai thôi. Một hoặc hai. Em anh có xăm mình không? Có hả? Em không thích xăm rồi. Giờ lỡ xăm rồi giờ sao? Giờ tao tốt hết trơn rồi, lỡ xăm có chút xíu bỏ. Có lẽ giờ cái thời anh còn nhỏ anh xăm này. Lúc anh còn trẻ trâu quá. Sao em không thích người trai xăm mình? Em không có đánh đồng nhưng mà những người mà xăm hình á thường hay thể hiện mình là dân chất chơi kiểu mà làm màu á. Anh đâu có xăm mấy cái hình đó đâu. Dạ. Với lại anh xăm trong người không ai thấy á. Vậy hả? Sau này chỉ có vợ anh thấy thôi đúng không? Nhưng bây giờ hiện tại là xăm hình gì hay là xăm hình bạn gái cũ? Trời chị nói vàng cái chứ không dám quen em luôn rồi. Vậy là có thiệt luôn hả?
Rồi xong luôn. Không cần biết anh là ai. Không cần biết. Trời ơi, mà xăm hình, xăm cái mặt người hay xăm tên? Xăm mặt người vậy. Sao em? Cái cụ gái cũ hả? Mình về mình xăm cái mặt em, dậm lên cái mặt đó. Vậy chị thấy nhiều người rồi. Anh nghĩ là cái chuyện xăm hình á là không phải quá khứ đi. Dĩ vãng, dĩ vãng. Chứ anh cũng không có thích thể hiện gì hết. Đúng rồi. Chỉ là hồi đó còn nhỏ nên suy nghĩ không chín chắn thôi. Đúng rồi. Chứng minh một cái điều là khi yêu người ta quyết liệt lắm. Đã yêu là yêu quyết liệt. Và khi cái chuyện đó qua đi rồi giờ còn nhớ gì nữa không? Cũng lâu quá rồi nên 10 năm rồi đúng không? Dạ. Ừ, coi nó hết rồi. Bây giờ nè, em nhìn bạn gái đi, em cảm nhận thế nào? Đa tim đập thình thịch rồi nè anh. Chứ hồi đó đến giờ em nhìn mấy người khác em không có... Em hãy suy nghĩ thật kỹ và nói cái gì đó thật thuyết phục với bạn nữ. Anh thì chắc cái chuyện này anh đang nói không có hay. Nhưng mà anh thật sự muốn cùng em tìm hiểu. Rồi từ từ em có thể quyết định có quen anh hay không. Dạ. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chuột cua dẹp qua một bên. Xem đối tượng này có thể đi cùng ta một đoạn đường dài hay không. Bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Em có bấm không? À, có bóng. Mình có chứng kiến của mình. Yeah. Anh biết rằng tuổi trẻ thì nông nổi ha. Còn cô gái? Chị cảm thấy cái cảm giác của em không có miễn cưỡng cũng không hạnh phúc. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Chúng tôi cũng không khuyến khích mà các bạn phải bấm nút. Nói chung là chúng ta có duyên. Mình rung động thì mình nợ. Mới bấm nút, mình không rung động thì nợ. Thôi. À, chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc. Xin tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tuy rằng không bấm nút nhưng cua thì vẫn cứ luộc. Và chuột thì vẫn cứ nuôi. Dạ, cảm ơn. Đó là món quà có thể các bạn sẽ là bạn với nhau. Mình sẽ nhớ nhau ngày hôm nay, chúng ta có thêm một người bạn. Dạ. Rồi. Chúc thành công nha đàn trai nha. Bạn nữ thì có nghề là bác sĩ hoặc là y tá cũng được. Tại vì một phần đó là ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi, cho nên thì sau này lỡ mà có bệnh hoạn gì đó thì mình cũng có thể là quan điểm rất rõ ràng, không vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm tiếng nói chung của cặp đôi thứ hai. Hả Màng, mời bạn nữ. Mời bạn nam. Em giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Cát Tường, chào chú Quyền Linh. Chú chào con. Dạ em tên là Nguyễn Thị Phương Yến. Năm nay em 25 tuổi, em đến từ Cần Thơ. Em đang làm bác sĩ ạ. Làm bác sĩ hả? Dạ. Bác sĩ ở Cần Thơ hay ở thành? Dạ em làm ở Cần Thơ. À mà lên đây tham gia chương trình thôi. Dạ. Anh bác sĩ chuyên khoa gì? Dạ em chuyên khoa sản ạ. Wow, mình làm việc bao nhiêu năm ở bệnh viện rồi? Dạ em mới tốt nghiệp được 1 năm ạ. Mới được 1 năm. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn cùng chơi ạ. Em tên là Nhân, năm nay em 28 tuổi, hiện là giáo viên trung học phổ thông. Một bên là giáo viên, một bên là bác sĩ. Được đấy. Em quê ở đâu? Dạ, em quê Hậu Giang chị. Ồ, ngày xưa chung tỉnh, bây giờ tách ra. À, hỏi kỹ công việc bạn nữ một chút xíu. Một năm nay vậy là mình trực tiếp đỡ đẻ luôn đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Bên cạnh ngoài là bác sĩ làm ở bệnh viện. Dạ thì hiện tại em cũng đang là giảng viên của trường Đại học Y Dược Cần Thơ luôn. Wow, giỏi quá ta. Ủa vậy là thời gian mình phân bổ được cho hai bên luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Ban ngày buổi sáng thì mình đi bệnh viện. Buổi chiều có tiết dạy thì dạy, còn buổi tối thì có lịch trực thì trực. Dạ. Bên kia cũng bác sĩ thấy sao? Dạ cũng hợp anh. Hợp đúng không? Dạ. Mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bạn nữ thì có nghề là bác sĩ hoặc là y tá cũng được. Tại vì một phần là ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi, cho nên thì sau này lỡ mà có bệnh hoạn gì đó thì mình cũng có thể là lợi dụng mà kiếm người vợ lo cho ba mẹ. Dạ một phần thôi anh. Dạ. Rồi mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua được, nếu mà nói mà đơn phương thì nhiều, còn mối tình chính thức thì chỉ có một thôi. Một thôi? Dạ. Kéo lâu dài không bạn? Cũng được một năm. Một năm vậy cũng chưa có sâu đậm lắm đúng không? Còn bạn nữ thì sao, mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em cũng có một mối tình ạ. Cũng hồi đi học luôn hả? Dạ đúng rồi, hồi em học năm cuối đại học.
bạn nam thì cũng học cùng ngành nhưng mà trước em một khóa. Dạ rồi, nên khi mà em còn học thì bạn nó đã đi làm rồi mà làm ở Sài Gòn. Nên hai người ở hai nơi rồi cái thời gian để tìm hiểu nhau cũng không có nhiều. Xa mặt cách lòng, dạ, dì tay luôn. Dạ. Ồ, thì hiện giờ mình làm trong bệnh viện rồi cũng mấy bác sĩ rồi cũng nhiều, mai đeo đuổi mình sao? Dạ, thứ nhất là tại vì môi trường là bệnh nhân của em đó là đều là các bà bầu hoặc là những phụ nữ hết. Thêm cái nữa là những đồng nghiệp thì đã có gia đình hết rồi. Mình đi dạy đó chi, môi trường mình nhiều mà. À đúng rồi, thì cũng là các em là mới ra trường nên là nhỏ nhất trong trường luôn. Nên hầu như là các thầy cô, anh chị thì cũng có gia đình. Rồi còn nhỏ hơn thì lại là sinh viên. Ưu điểm với khuyết điểm của mình? Mọi người đều nhận xét em đó là nói chuyện thì nhẹ nhàng. Em thích lắng nghe người ta nói chuyện, tức là mình muốn nghe người ta chia sẻ nhiều hơn. Nhưng đó lại là nhược điểm của mình, đó là mình thích nghe nhiều hơn thích nói. Đôi khi mình không bày tỏ, không chia sẻ những cái suy nghĩ của mình ra. Ta không hiểu được mình. Dạ đúng rồi. Nó giống em đó anh. Sao bạn trai? Em cũng thích lắng nghe hơn là thích nói. Dạ, hai người nghe không là ai nói. Bạn từng là giảng viên đại học đúng không? Dạ, hiện tại thì em đang học lên. Lên thạc sĩ? Dạ. Thạc sĩ xong tiến sĩ? Đó em cũng dự định thôi anh, dự định tương lai chắc lấy vợ trước rồi mới học tiếp. Ủa giảng viên đại học sao nãy nghe nói là dạy phổ thông? Dạ, trước đó thôi chị, còn hiện tại thì em vẫn dạy phổ thông chị. À, ủa sao từ dạy đại học mà xuống dạy phổ thông? Tại hồi xưa em dạy ở Sài Gòn á, xong rồi nhà em không có ai hết. Rồi mẹ mới nói là thôi về quê đi, cho nó gần rồi em về quê. À, dạ. Cái về quê thì hồi xuống dạy cấp. Xuống cấp. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì vậy bạn? Em có thể chơi thể thao, biết lắng nghe, nói chung là giao tiếp tốt, kỹ tính. Và điểm yếu thì có thể là hơi nóng tính. Bạn nam muốn mẫu người bạn gái như thế nào? Bạn em thì cao khoảng chừng 1m6 trở lên, cân đối. Có phải làm dâu không? Cô không cần đâu chị. Ủa rồi ba mẹ lớn tuổi rồi mà nếu mà không làm dâu thì ai ở với ba mẹ, rồi ai chăm thì sóc ba mẹ? Thì nếu vậy em phải đi về thường xuyên. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ có rồi hết rồi chị. Nhà cửa gì có chưa? Thì về thì ở với ba mẹ. Mới nói không làm dâu. Các bạn không thích nhất điều gì ở người phụ nữ? Ở dơ. Bác sĩ làm cho ở dơ. Hai cằn nhằn. Mình này ít nói, không nói chuyện. Bác sĩ không có nói, không có nhiều đâu. Em cũng ít nói lắm. Rồi ok, để coi coi sao. Bác sĩ làm dâu được không? Đi học không là biết làm việc nhà không? Dạ làm việc nhà thì em có thể quán xuyến đảm đương được. Nhưng mà còn cái việc nấu ăn thì em không bảo đảm. Nhưng mà vẫn làm được đúng không? Dạ. Chú chào con. Dạ con chào chú. Chú con cháu làm bác sĩ đã quá ta. Dạ. Nãy giờ nghe tiếng nói anh bên đó rồi nghề nghiệp của anh đó thấy cảm nhận thế nào? Em cũng có cảm tình chút xíu rồi. Anh này dễ thương hiền. Dạ. Trí thức. Mình làm hộ đối đấy. Mình nhớ nha. Ok nha. Dạ. Mình có cái điều gì không thích ở người đàn bạn trai không? Đối với em thì yêu thì sẽ có một số nguyên tắc. Rồi nguyên tắc nè, nghe bác sĩ ra nguyên tắc nè. Dạ. Thứ nhất là phải 5T: tôn trọng, phải thành thật, phải tin tưởng, phải thông cảm, rồi phải thẳng thắn. Cho nên đó là nếu như mà bạn nam mà vi phạm vào 5T đó thì đương nhiên là em không thích rồi. Bạn đảm bảo được mấy T? Dạ chắc có thể là hết năm luôn á chị. Phải không? Em thẳng thắn lắm chị. Bạn nữ thì làm bác sĩ hay đi trực đêm, thầy giáo có đồng ý không? Dạ cái đó không sao chị, đó là làm nhiệm vụ chị ơi. Đang đêm đang ngủ mà có ca đẻ cấp cứu là đứng dậy đi là vấn đề gì không? Dạ không, bất quá thì em chở bạn nữ đi vô bệnh viện đó chị. Ở nhà rồi bạn phụ rồi nấu ăn rồi này kia luôn. Em cũng thường hay lên mạng coi những cái clip của anh Quyền Linh dạy nấu ăn, cho nên em cũng đang học cái mẫu người giống ảnh đó. Được. Rồi thôi vậy cũng được. Đàn ông phải vô bếp phụ vợ ha. Hôm nay bác sĩ có đi, mình đi có người nhà mình đi theo không? Đáng lẽ là cũng có chị đồng nghiệp đi cùng nhưng mà hôm nay là bận việc gia đình đột xuất nên em đi một mình. Bạn trai có đi với ai không? Dạ, em đi với hai chị với em út. Em thấy em gái này cũng hiền mà vui vẻ, đi nói chuyện đồ em thấy em thích. Dạ. Chị thấy em hiền, chị thích em rồi đó. Còn em không biết có thích em chị hay không rồi chị. Rồi bây giờ mình cho bác sĩ với chàng thạc sĩ tương lai gặp nhau đi ha. Kéo màn lên. Các bạn sẽ có 2 phút trò chuyện. Bắt đầu. Chào. Dạ em cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ cũng như tưởng tượng ạ. Anh có nhận xét gì về em không ạ? Em là dễ thương, quá dễ thương. Dạ. Rồi thế thì nếu mà có gia đình rồi thì anh xây dựng hoặc là anh suy nghĩ về cái cuộc sống gia đình tương lai như thế nào? Khi mà hai vợ chồng cưới, hai người đến với nhau thì anh trong mọi công việc thì có sự chia sẻ với nhau, thông cảm, tin tưởng với nhau. Anh thích gia đình có bao nhiêu con ạ? Tại đi làm em, cho nên 2 con đủ rồi. Em thì thích một lần sinh đầu mình sinh một đứa thôi.
Bạn thứ hai thích xanh đôi. Thế thì được ba đứa thì cũng đâu có vi phạm gì đâu. Tại lần thứ hai mình ngẫu nhiên mà. Em quan điểm như thế nào về tình yêu? Đối với em thì tình yêu giống như là cát nằm trong lòng bàn tay, nắm càng chặt thì cát sẽ rơi ra. Cho nên là em là một người sống rất là thoáng, suy nghĩ thoáng và cũng không gò bó hay kiểm soát gì người yêu của mình hay là chồng của mình hết. Quan trọng do đó mà quan trọng được cơ bản đó là còn phải có sự thành thật và tin tưởng lẫn nhau. Thường thì chưa biết một người thì không tin tưởng nhiều, nhưng nếu như đã tin tưởng và hiểu được người đó rồi thì em sẽ tin tưởng tuyệt đối. Em có hay ghen không? Ghen thì ai cũng có tố chất đó trong người hết. Nhưng mà mình phải ghen nó hợp lý và mình cũng phải dựa trên cái sự tin tưởng nữa chứ không. Bạn trai đi dạy gặp nhiều sinh viên lắm đó. Cái đó là tùy thuộc vào ở suy nghĩ và lý trí của anh thôi. Tiền bạc ai giữ? Cái đó là em nghĩ chắc bà xã giữ chị. Tại vì thứ nhất là nam thì không nên giữ tiền. Hồi xưa tôi cũng nói y chang vậy đó. Bây giờ mỗi người nói một câu gì đó rất là tình cảm với nhau. Thì khi đến đây thì em thấy em với bạn cũng ở xa cho nên thôi mình sẽ cho nhau cơ hội. Dạ em có nghe một câu nói của một cố nhạc sĩ như thế này, đó là khi người ta còn trẻ thì người ta nghĩ rằng là những điều mới mẻ sẽ đến trong tương lai. Nhưng mà người ta cũng có thể đó, nhưng mà người ta đâu biết rằng đó là những điều mà ta cần nhất và mong muốn nhất thì chỉ đến một lần trong đời. Và nó đến trong ngày hôm nay đấy. Bây giờ hát câu cải lương để mình thuyết phục bạn nữ bấm nút đi. Em đọc thơ đi anh ơi. Đọc thơ luôn. Cũng được, rồi. Hai đứa ngồi cạnh nhau, sao cách xa muôn thước. Dù cách xa muôn thước, sao không ai nói trước. Lời tỏ tình trái tim, dẫu biết rằng yêu em là gian khó. Thì chân thành vẫn mãi không phai, gian nan anh quyết tâm xóa bỏ. Cả cuộc đời anh nguyện mãi yêu em. Thử làm bài thơ lại liền. Ví dụ học trò lên trả bài mà vậy thì được trả được mấy điểm? Cũng xuông chị, đâu có. Mà nó giật quá, đọc thơ mà nó không có, nó tình cảm giật quá. Bạn nữ đọc bài thơ đi. Hát tặng bạn nam một bài. Rồi. Gọi tên của anh là nắng, để em đơn làm mây trắng, bên anh quấn quýt mai chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa. Anh mang ấm áp đi xa, và để giờ mình em lại bơ vơ. Lạt vào giấc mơ rồi lại chơi vơi. Mình giữa đất trời nơi nào xa xôi. Màn đêm tối ai dẫn lối em, để gần anh mãi. Dạ em xin hết ạ. Nào, chúng ta chuẩn bị tiến hành tay vào đây bấm nha. Nút hay là không bấm nút. Trò chuyện đã qua, hiểu nhau cũng một phần. Và bây giờ đến quyết định. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Từ ở như miền Tây lên đây cũng là một cái duyên rồi. Hy vọng rằng cái nợ nó cũng sẽ đến gần nha. Duyên với nợ sẽ gắn chặt hai bạn với nhau hơn. Gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim. Chúc chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân ngày gần đây nhất. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Có tìm hiểu một chút xíu nhưng mà nó không tới đâu do chưa được cái gì, nói chung mới cái dòng dưới xe là đi về dắt xe về. Lúc em đi lính á, đi về xong rồi tới nhà của người ta. Tiền không có ông nhà con ơi, nó đi nhà trọng rồi, cứ nghe cứ cẩn thận không biết làm gì. Đi lính về quyết định rồi cái cơ rồi. Thôi nhưng mà cũng nhờ vậy mà ngày hôm nay mình gặp cô gái này. Dạ có một mối tình là chồng trước của con. Nga đứng lên luôn. Nấp cái gì vậy? Nó rung rồi. Mời nhà trai. Mời nhà trai. Ôi ôi. Ủa ghế nào ta? Đây. Trời ơi, làm giật mình. Quá dữ luôn. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình nào. Dạ, xin giới thiệu với anh Hoàng Linh. Em tên là Nguyễn Tài Duy, hôm nay em 34 tuổi. Nguyễn Thành Duy. Tài Duy. Nguyễn Tài Duy. Dạ. 34 tuổi. Dạ. Em đang sinh sống ở Biên Hòa và em làm việc ở Bình Dương. Em làm việc gì? Dạ, em làm bên mảng kỹ thuật.
Kỹ thuật gì Duy? Bảo trì. Bảo trì về cái gì? Dạ, máy móc. À, tất cả loại máy móc luôn hả? Dạ. Ngoài nhà gái. Sao vậy? Sao căng thẳng lắm phải không? Dạ. Ừ, dạ. Phải vui vẻ lên, hôm nay mình đi tìm bạn đời của mình mà. Vui lên nè. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh. Em tên là Phạm Thị Ánh Nga, 27 tuổi, sống tại Đồng Nai. Sống tại Đồng Nai? Dạ. Nga đang làm gì? Dạ, em đang vừa học vừa làm nghề tóc ạ. Bây giờ á, Nga nói về một chút ưu điểm hay khuyết điểm của mình đi. Con thì có trách nhiệm cho công việc, biết quan tâm đến người khác. Còn điểm yếu của con là hay nóng tính. Hay nóng tính hả? Vâng, với hai cô em. Nga mà có nóng tính chắc nói giận lắm, la chắc cũng không ai nghe đâu. Đúng rồi, một chút đỉnh thôi. Mời bạn trai. Khuyết điểm của anh thì não có vàng. Não có vàng hay quên đúng không? Lại gì nữa? Mù đường. Lại cũng em có phần cũng hơi nóng tính. Nóng tính hả? Dạ. Trời, bên kia nóng tính, bên đây nóng nữa, chắc trái nhà luôn á. Không cương cương thành nhu. Không sao đâu. Yên tâm đi. Nó giống như thấy cực quyền. À, giống như là Dương Dương đẩy nhau á, mâm đẩy nhau á. Không, nó triệt tiêu chứ. Triệt tiêu nhau. Bên nhà gái tôi nóng tính, chào cưng. Dạ. Bên nhà gái tôi nóng tính vui lắm. Tôi đang nóng nè, tôi đang rất nóng đó. Đó, để tôi không biết là nóng cỡ nào tôi luôn á. Mình lắm rồi nha. Nóng gì chứ nóng đó là em thích rồi đó. Đó, bạn này bên đây có vẻ rất là hiền. Nóng tính mà dễ thương. Em có mấy mối tình rồi, nói cho chị Vân biết đi. Dạ, gọi là tình không đúng đó, tại vì hồi cấp 1 có quen một bạn gái lúc mà chuyển trường. Mới cấp 1 quen rồi hả? Dạ. Dễ sợ quá ha. Thế rồi, chơi vui thôi chứ sao quen được. Thích thích mà, người ta thích thích. Thôi là mến rồi. Mến. Dạ. Nói chung mà học chung với nhau tới hết cấp 2 á. Nhưng mà tới năm cấp 3 thì tách ra ngồi học một trường. Ở nó học đại học thì em đi làm, cũng không còn liên lạc gì nữa. Có nghĩa là thích từ hồi lớp 5 tới hết tới đại học luôn á. Dễ sợ ha, chung thủy ghê em luôn. Em không nói cho người ta biết. Trời, hồi đó ông nhát cũng nhát hả? Trời ơi, mối tình rất là dài luôn rồi đó. Gặp con gái tới nói chuyện chưa hết em chạy mất dép tiêu rồi. Rồi từ đó giờ cũng không có mối tình nào luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Không luôn thiệt không? Dạ. Có tìm hiểu một chút xíu nhưng mà nó không tới đâu đâu. Chưa được cái gì, nói chung mới đi dòng dưới xe là đi về, dắt xe về. Ồ, vậy hả? Lúc em đi lính á. Lúc đi lính thì đi lính hồi năm 23 tuổi. Xong rồi đi về, xong rồi tới nhà của người ta. Xong tới tại nhà bạn đó cách nhà mấy trăm mét à. Ừ. Tới nơi xong cái tới nhà gặp mẹ bạn đó, gặp dì hay mẹ bạn đó. Đang đứng bán hàng ăn trước. Thấy cô ơi, cho con gửi tá thư này vô. Cái tiền con có ông nhà con ơi, nó đi nhà nhà trọng rồi, cứ nghe cứ chân thẳng không biết làm gì. Đi lính về quyết định gửi thơ rồi. Ừ. Thôi nhưng mà cũng nhờ vậy mà ngày hôm nay mình gặp cô gái này. Đó. Đúng không? Ở đây hỏi bên đây nè, cái mối tình buồn nữa, buồn hoài không có buồn. Nay là mình dạ. Đi tìm người bạn đời của mình là mình phải vui nghe không? Dạ. Sao rồi giờ Nga có mấy mối tình rồi? Dạ có một mối tình. Ừ. Là chồng trước của con. À. Là một người đó thôi. Dạ vâng. Rồi mình đã ly dị cách đây bao lâu rồi? Dạ được gần năm rồi. Gần một năm, có em bé chưa? Dạ có một em bé gần 7 tuổi rồi. Gần 7 tuổi và dạ. Sống với Nga. Dạ vâng, đang sống với con. Vậy thì em kết hôn bao nhiêu năm? Dạ kết hôn gần 7 năm. 7 năm đó, gần 7 năm, em bé gần 7 tuổi. Khi bạn nghe cái người bạn gái bên đây là cái hoàn cảnh như vậy thì ngay lúc này bạn suy nghĩ gì? Nó bình thường mà chị. Bình thường đúng không? Dạ. Chẳng nghĩ đơn giản là mình tới nhau thì sống gì hiện tại tương lai chứ phải quá khứ đồng nghĩa với đó làm gì chứ. Ừ. Cái đó là mình phải nể phục người ta rồi đúng không? Tại vì người ta mẹ đơn thân mà. Ừ. Hèn gì thấy mặt bạn Nga buồn lắm. Đến lên mặt cứ buồn vậy đó mà mình... Bây giờ chắc có lẽ mình cũng hiểu lý do rồi. Thôi được rồi, bây giờ thì mình đừng nhắc chuyện cũ nữa. Cái gì nó qua cho nó qua đi ha. Chào em gái. Dạ, con chào chú. Ừ. Bây giờ con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, biết chăm lo cho gia đình, xong có trách nhiệm. Trách nhiệm. Dạ, đừng ăn chơi cờ bạc cái góc năng nhăng. Chà, đối tượng nó cũng mệt à. Không phải mình con không thích đâu, nhiều người không thích lắm. Dạ. À, con có yêu cầu cái mẫu hình lý tưởng gì không? Dạ không ạ. Về ngoại hình á, về ngoại hình á chú Linh hỏi. Dạ. Con chỉ muốn cao khoảng 1m68 trở xuống thôi. 1m68 trở xuống thôi, đây chắc có thể cao hơn đó. Đó. Lém xong chín à. Dạ không tới. Không tới hả? Gần hả? 67 hả? Không, không tới nữa. Trời đất ơi. Sao mấy? Dạ, 65 vừa đủ. À vậy nay mang giày cao hay sao thấy cao dữ? Chắc vậy. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nói chung là biết cảm thông, lắng nghe và biết chăm lo cho gia đình. Vậy thôi hả? Dạ đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Ngoại hình thì em có đòi hỏi như thế nào không? Dạ mập đẹp ốm dễ thương, cao sang lùng quý phái, thế mình sao cũng được hết trơn.
đừng có nói chữ mập ở đây. Cái ta, ta muốn nói gì ta nói. Liên quan vậy. Nhiều người lắm. Em gái đi, đi với ai con? Dạ, con đi cùng với mẹ với em rể. Với em gái. Dạ. Rồi, xin mời nhà gái. Mẹ với em rể với lại em gái luôn. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quyết Lân ạ. Con là em rể của chị Nga. Con đến đây để cổ vũ cho chị. Chị em thì cũng có nhiều ưu điểm lắm. Biết nấu ăn, món gì cũng làm được, nhanh nhẹn. Mà chị lên sân khấu nhiều khi chị run quá, không dám nói. Ở nhà cũng vậy hả, nhát lắm à. Đã bảo cứ mặn dạng lên mà lên thôi, nói thôi, có gì đâu mà sợ. Thì em thấy ăn bên này thì cũng được, rất là đẹp và chín chắn. Tại vì anh cũng đã có đi bộ đội về thì chắc cũng đã có một kỷ luật rồi này nọ. Thì nếu mà được ăn chấp nhận thì mong hai người, hai anh chị đến được với nhau và cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau hơn. Rồi. Mẹ có nói gì không mẹ? Như em thấy thì cũng được rồi ạ. Được phải không? Rồi. Vâng, anh thưa hai cháu nè. Rồi, cảm ơn mẹ. Ngoài nhà đầy nhà trai đi ai? Dạ, có ba má, dì với lại... Có ba má đi nữa. Bạn dạ. Rồi, nhà, ngoài nhà trai ạ. À, mình xin chào Quỳnh Linh và Hồng Vân. Dạ. Mình là mẹ của Nguyễn Tài Duy. Thấy hai đứa nói chuyện thì thấy hai đứa tánh hai đứa cũng giống nhau lắm. Bây giờ thì mình cho hai đứa nó tìm hiểu nhau thôi, chứ mình không biết là nói như thế nào hết. Chứ là thời buổi này là coi như là con đặt đâu cha mẹ ngồi đó luôn. Bây giờ là mình ý kiến mình cho hai đứa nó tìm hiểu với nhau, rồi tụi nó tính tới hôn nhân được hay không là tùy của hai đứa thôi. Chứ cha mẹ giờ là không có ý kiến. Mình thấy bé này là cũng được lắm. Bà có ý kiến gì không ba? Thấy con mình nó tiến được thêm một bước nữa trong cái chuyện là muốn lập gia đình mà phải tìm hiểu như thế, mình hết sức hoan nghênh. Đối tượng của con hôm nay gặp mặt á, thì mình chỉ ngại một cái chuyện, tức là bé này đã có chồng và có một đứa con được 7 tuổi rồi, không biết sao con mình nó suy nghĩ như thế này sao. Nhưng mà thôi bây giờ đó, cho nó cái gì vậy, duyên là duyên trời định, thì tùy con mình nó muốn sao thì mình cũng chiều theo vậy. Nhất là chuyện hôn nhân gia đình, mình không có ép buộc con. Mà con nó thích vậy mà nó muốn tiến tới hôn nhân thì mình cũng chấp nhận cho nó tiến thôi. Xin hết. Dạ, yeah, yeah, cảm ơn chú. Rồi tất cả là con muốn sao ha, là cha mẹ chiều hướng tới luôn. Rồi bây giờ quan mở trọng rào là hai đứa. Ơi. Mở rào. Từ từ đường rộng ra rồi mình đi. Đó, bắt đầu đi Duy. Rồi. Quà. Đó, mình đứng lên mình nhận quà, mình trao quà nào. Trời ơi kìa. Nó đi không lọt luôn. Đó. Trời đất ơi. Rồi. Để bên đây luôn. Dạ. Này chắc lựa chọn lâu lắm à. Không, cái này nặng là do có tấm lòng của vợ chồng chủ shop nữa chứ không được. Hả? Có tấm lòng của vợ chồng chủ shop nữa. Chủ shop tặng hả? Dạ không, chủ shop kêu lúc nào mà nhấn nút thì gọi điện thoại nhắn tin cho chủ shop chút xíu để chủ shop chúc mừng. À dạ rồi, đứng đó. Gần nó nói gì bạn gái tặng đi chứ. Rồi đó, lý do là bên nói đi. Em tặng cho ấm một cái chiếc ví. Là mở ra nào đó, tặng ví là có tiền trống không? Dạ không ạ. Thường là phải có 5.000, 10.000 không, từ hoặc 50.000. Từ từ con đổ vô cũng được. Ừ, cái này sao? Dạ. Nói đi, ý nghĩa làm sao? Ông mong là cho tối em có cái gì em. Ông cho nó, nhiều khi nó bự chút xíu, nhìn cho người ta, nhìn cho ta dễ thấy cô Vân. Tuy nghe người ta thấy, có cái này rồi, nhớ tới mình. À rồi, đó là để bất cứ chỗ nào cũng phải nhớ tới bạn này. Dạ, dạ thêm cái nữa là em cố tình mua bự để cho đắt nữa, phải chở bạn về tới nhà cho mới biết được nhà ở đâu. À tức là cưng phải chở con gối về giùm đúng không? Dạ. Ok, trời ơi ghê quá. Không biết có ai quân sư không mà có chiêu có trò hết trơn rồi. Rồi. Có thấy tôi không vậy, ngồi đây rồi có thấy tôi không? Nè, đó nè, che hết ráo rồi. Em thích cái gì nhất, món ăn á? Em thích rau muống xào tỏi thôi. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Sao dễ nuôi quá vậy? Anh cũng vậy. Dạ, đó. Em ở nhà em dễ nuôi lắm anh. Ờ, vậy hả? Lúc rảnh hay thường hay làm gì nhất? Em rảnh thì em chỉ lên Facebook coi phim vớ vẩn rồi em đi ngủ thôi. Tại vì sau khi đi làm về là em ăn cơm xong em lên phòng em nằm thôi. Ừ. Em không đi đâu hết. Vậy cho nên hỏi là bé con hay là bé trai bé gái nhỉ? Dạ, bé trai ạ. Bé trai thì năm nay 7 tuổi, em nay học lớp 2 rồi. Dạ, gần 7 tuổi thôi. Ờ, gần 7 tuổi. Đi về nhà thì bây giờ này bé hay quậy không? Dạ, cũng quậy. Nhưng mà được cái cũng ngoan lắm. À. Dạ. Hiện tại thì em với con này đang ở đâu? Chị đang ở bên ngoại. À, là tối giờ hai mẹ con ở chung với bên ngoại luôn. Dạ. Anh có ngại khi em có con không? Không. Tại cơ bản luôn là trước giờ những người bạn gái mà anh đã từng hỏi xin số điện thoại có rất là nhiều người ta có con.
Dạ. Anh đi hỏi đâu bình thường, con nó không phải bình thường, nó rất bình thường. Nhưng ngược lại anh cảm thấy những cái đó là hay hơn. Tại vì thường như các con người ta suy nghĩ người ta sẽ chín chắn hơn. Dạ. Tại vì người ta có một cái đang có trách nhiệm, người ta không có lông bông nữa. Anh làm công việc gì ạ? Công việc anh nó khô khan lắm, hay là mình cơ khí á. Dạ. Người đâu thường thường vô trong ty anh lúc nào cũng từ đầu tới chân toàn là nhớt không à. Nếu mà tiêu chuẩn một người của em thì đàn ông của em là như thế nào em thấy còn hợp nhé? Em chỉ muốn là người đàn ông đó biết lo cho gia đình, có trách nhiệm, biết thương vợ thương con. Chung này coi vợ hơn là bạn bè một tí, đừng có xếp vợ sau bạn bè. Đúng rồi, trời ơi, vợ mình ở với mình suốt đời chứ bạn bè ở với mình suốt đời đâu. Vâng, nhưng mà tại vì em nhiều khi em thấy nhiều người đàn ông á, mê cuộc vui hơn là vợ con. Nhiều khi thà để vợ con ở nhà để mình đi chơi, chứ không có biết lo lắng. Mấy lúc đó thì em phải gọi điện thoại nhắc về nè, thường thường người ta sẽ về đó. Bây giờ thế này, em bước tới có thể nắm tay bạn gái nào. Hãy nhìn vào thẳng mắt bạn gái và hát một bài nào đó. Đứng lên đi cưng, Nga đứng lên luôn. Nắm. Cái gì vậy? Vừa hát tay vừa nắm. Nắm hai tay luôn. Nó rung rồi. Nhìn mắt anh sẽ hát tặng cho em một ca khúc mà anh không biết tên nữa. Bên em đêm nay sao anh vẫn muốn, muốn cả đời giải pin mà chủ trí vô châu. Cho ta bên nhau yêu nhau những phút đắm đuối, cho con tim yêu nói lên một tí chất ngất. Hơi em yêu hơi cho anh xin trích hơn nồng cháy. Đêm nay anh mang ra cho anh chẳng làm quà. Anh mong sao chẳng cần hoang chính cho tình ta. Mãi sau lưng bên nhau như trăng với sao đầm đà này người yêu hãy nhớ. Sẽ không muốn mang sao bao nhiêu nào thương ta vẫn yêu nồng nàn đời chưa hết đắng. Hôn chỉ là tình không cho ai đâu cho chính nơi lòng mình. Hết thì anh. Hay, hay quá. À, cười tươi lên nào em gái, sao mặt em buồn thế? Hãy nhìn thẳng vào mắt bạn trai. Ủa là đậm gì tiếp vậy chú Linh? Hả? Chưa, cứ đứng y nguyên nắm tay đi, từ từ rồi tiếp nữa. Tại lần đầu nằm xuống đó. Em gái cảm thấy nào, cảm nhận thế nào? Nói cho bạn trai biết đi. Hiện tại con run quá, con không nhớ gì hết. Không sao đây. Con run quá hả? Không nhớ gì đó. Nãy giờ con cảm thấy bạn trai hát sao, nói cho bạn trai nghe đi. Dạ, bạn trai hát cũng hay. Nắm tay bạn ấy thấy thế nào? Run ấy là mồ hôi không à. Rồi, thôi được rồi. Về vị trí đi. Muốn xỉu rồi đó. Quyết định là do các bạn đó. Nhưng mà hãy suy nghĩ cho kỹ nha. Bấm nút là có quyết định chính chắn. Chúng ta không thể nào mà bấm vì bất kỳ điều gì cả, mà hãy bấm bằng trái tim của mình, bằng sự quyết định, bản lĩnh của mình các bạn nha. 1 2 3 Bên kia người ta quyết định rất là quyết liệt nha Nga nha. Dạ, một cái là chặt liền. Bây giờ chúng ta bắt đầu hẹn hò, nắm tay nhau đi. Em trai. Vâng, vâng, con có bạn gái rồi. Trời ơi, cưng ghê không? Giờ Nga đi ha, Nga nói gì nói với gì ba mẹ đi. Hai bác đi, nói mạnh mẽ lên nào. Trẻ con chào hai bác. Con cũng mong là con được tìm hiểu anh. Nếu mà hợp nhau thì con sẽ làm con dâu của bác. Nếu hợp nhau con sẽ là con dâu của bác. Nào, một nụ hôn đầu tiên. Không, cũng được. Một hôn đầu tiên nó đâu phải hời hợt như thế. Làm gì ngấu nghiến như vậy? Đâu cần ngấu nghiến. Hung bằng cả trái tim của mình nào. Ôm cô gái hung nồng bằng lâu lâu chút xíu. Trời ơi, đã. Không ai thấy được đó đâu. Dạ đúng rồi. Giờ nói má ơi, con hung được rồi. Không được rồi má ơi. Cái này có duyên lắm nha. Má ơi, được rồi má ơi. Dễ thương lắm á. Đây là những món quà dành cho các bạn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép, nhãn hàng
thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đi tâm sự đi, hai đứa đi nắm tay tiến tới. Ba em thì thương binh chấn thương sọ não, anh hai thì bị tai nạn chấn thương sọ não từ rất lâu, mười mấy năm rồi. Người ta sẽ cảm giác em ngại để tiến tới. Em muốn tìm một người đàn ông có thể cho mình một chỗ dựa tinh thần. Những lúc mệt mỏi thì sẽ có người chăm sóc, quan tâm, có những người sẽ tinh ý một tí. Tại vì đôi khi mạnh mẽ quá cho nên là có những thứ em sẽ không nói ra. An toàn, hiệu quả, có sẵn trong nhà, trẻ chống ho cảm, dùng ngay ít nhi. Như vậy là chúng ta đã chứng kiến cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút. Thưa quý vị, chúc họ sẽ gặp nhiều may mắn và chúc hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Để đây đi, để đồ đi. Rồi, ngồi đi. Dạ. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào cưng. Chào các quý vị khán giả. Em tên Phạm Dung Sĩ, năm nay 35 tuổi. Em đang hiện tại là chủ quán cà phê nhỏ ở Biên Hòa. Quê em ở đó luôn hả? Dạ. Đó, Dũng Sĩ, 35 tuổi, làm chủ quán cà phê Biên Hòa. Tại thành phố Biên Hòa. Rồi, mình giới thiệu đi cưng. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào chú anh Quyền Linh. Xin chào anh Minh Cảnh và xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt ở tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Thanh, năm nay em 30 tuổi, hiện đang là nhân viên kinh doanh cho một công ty chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp. Hiện tại thì em đang làm việc ở khu vực Biên Hòa và các tỉnh lân cận của thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Biên đúng rồi, Biên Hòa luôn. Hỏi đi. Dạ, em sẽ đi về thường hỏi xuyên. Hỏi gần không quán cà phê, mình dạ. Mời cà phê luôn. Làm ở chỗ nào em? Dạ, hiện tại thì em đang làm ở khu vực Long Bình Tân á anh. À, Long Bình Tân dạ. Là cổng 11 đúng không? Dạ đúng rồi, cũng gần ở đó. Không biết thì anh quán cà phê của mình ở đâu ạ? Ngay chỗ gần ngã tư Võ Thị Sáu em. Ngã tư Võ Thị Sáu. Ngay đối diện công ty bảo hiểm xã hội tỉnh. À dạ rồi, em có biết chỗ đấy. Dạ, quán luôn. Dạ, cà phê ST. Không biết là quán của mình nổi trội về những cái sản phẩm hay là những cái thức uống nào ạ? À, nước uống thì đặc biệt là khách quen không em. À. Vô tại bán mục tiêu bán cho văn phòng. Nếu mà em không uống được cà phê thì em sẽ uống được thứ gì ở đấy ạ? À, có, anh có mang một món quà tí nữa anh sẽ tặng thêm. À dạ. Chúc sẽ mời ha. Dạ. Chúc sẽ mời bạn gái. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Sĩ? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Nấu ăn. Thật thà, nói chung là trung tình. Điểm yếu thì lâu lâu có em có hay quên một tí. Còn hay là làm cái chuyện gì mà tập trung vô là cái khác là em quên. Em sẽ hay quên liền. Không sao. Mình nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi bé. Điểm mạnh của em là rất là thân thiện, hòa đồng. Mọi người hay kêu là em có thể là hơi hóm hỉnh một tí xíu, hơi vui vẻ và khuấy động phong trào hay là không khí một tí xíu. Còn điểm yếu của em có thể là nó quá mạnh mẽ. Rồi em có bao nhiêu mối tình rồi? Thực ra là em có một mối tình kéo dài nhất là khoảng 7 năm. Lý do sao chia tay cơ? Thật ra thì em với người đấy quen nhau từ hồi em học cấp 3 và năm 11. Có rất là nhiều biến cố xảy ra, nhưng mà cái biến cố quyết định để mà chia tay á, là khi mà hai đứa quyết định là sẽ tiến đến một cái bước ngoặt mới, đó là kết hôn. Hai đứa có bàn đến cái việc là sẽ kết hôn như thế nào. Và em thì em muốn là sẽ có một cái tiệc nho nhỏ là gọi là đám hỏi đính hôn, để có thể hai bên gia đình biết nhau. Và bên cạnh đó thì cũng vừa mới đi làm cho nên là cũng khó khăn về mặt kinh tế, cho nên là sẽ đính ước trước và sau đó là một khoảng thời gian để làm việc, kiếm tiền rồi sau đó là sẽ kết hôn. Nhưng mà anh ấy thì anh ấy lại không muốn như vậy. Nói chung là tụi em bất đồng quan điểm dạ, về hôn nhân, thế dạ, là đúng. Chia tay. Dạ đúng rồi. Rồi từ đây, từ hồi đó đây là mấy năm rồi? Dạ tính ra từ đấy đến đây bây giờ là cũng đã 7 năm rồi. Dạ. Đường tình duyên thế nào? Đường tình duyên của em thì có một cô bé em thích từ thời đi học, lúc năm học cấp 3 trường Ngô Quyền á. Nhưng mà chỉ yêu thầm thôi, người ta không thích mình tới giờ luôn, không nói luôn. Dạ không, ta lấy chồng mất tiêu rồi. Ta lấy chồng rồi hết nói luôn hả? Mối tình thứ hai là mối tình với một cô bé bên đạo. À. Thì ở nhà ba mẹ thờ Phật. Còn mối tình nào nữa không? Còn mối tình yêu mà chắc cũng thoáng qua thôi. Nghĩa là khoảng hai mối tình rưỡi á. Chào em. Dạ chào chị ạ. Rồi bây giờ cứ mong muốn cái người yêu của mình như thế nào? Thành thật với mình là được.
Nhà em á, ba em thì thương binh á, chấn thương sọ não. Anh hai á, thì bị tai nạn chấn thương sọ não từ rất lâu, mười mấy năm rồi. Wow. Tại vì nhiều người mà người ta tới, người ta nhìn vô ba em thì tại mổ sọ não nhiều á, nó sẽ bị khó chịu. Khó chịu mà đến những ngày mà khó chịu trong người á, là bực dọc hay chửi. Còn thấy ông anh của em á, thì chấn thương sọ não á, người ta sẽ cảm giác e ngại để tiến tới. Ồ, tức là nhà em là có mấy anh em? Dạ, có hai anh em. Rồi ba thì bây giờ là vẫn... Dạ, thương binh. Thương binh, còn mẹ? Dạ, mẹ em thì đang ngồi ở dưới. Dạ, dạ. Rồi, rồi như vậy là em sợ nhất điều gì ở người phụ nữ? Em thì không thích người phụ nữ nhiều chuyện. Có nghĩa là cái chuyện của người ta thì kệ người ta đi. Sợ điều gì nữa không? Hay ghen, hay bực dọc. Em có muốn ngoại hình cái người vợ của mình phải đẹp không? Dạ, em không yêu cầu là ngoại hình phải đẹp. Xinh xắn là được rồi ha. Dạ, ra dễ lắm. Có nhiều mà... chuyện không? Dạ không. Cũng không thích tọc mặt hay là ngồi lê đôi mép. Dạ. Rồi có ghen không? Dạ, thì cái này cũng phải tùy trường hợp. Ví dụ như là cái nào cần ghen thì ghen, còn không thì thôi. Nhà trai chào nhà gái. Dạ, xin chào anh Linh. Bên bên đó bạn có tâm sự về cái... ba với lại anh của bạn á, thì dạ. Cưng có e ngại chuyện đó không? Mỗi nhà sẽ có những cái hoàn cảnh riêng của mỗi nhà, và bản thân em cũng có hoàn cảnh riêng của bản thân mình. Đó cũng là lý do tại sao mà em nói yếu điểm của em là một sự mạnh mẽ. Tại vì em cũng đã trải qua tai nạn, cũng đã trải qua cái ranh giới giữa sự sống và cái chết. Em? Dạ đúng rồi. Bây giờ thì em muốn một người yêu lý tưởng như thế nào? Cho nên là em muốn tìm một người đàn ông có thể cho mình một chỗ dựa tinh thần. Những lúc mệt mỏi thì sẽ có người chăm sóc, quan tâm. Có những người sẽ tinh ý một tí. Tại vì đôi khi mạnh mẽ quá cho nên là có những thứ em sẽ không nói ra. Nhưng mà em vẫn mong muốn là người yêu mình sẽ tìm hiểu đứng ở phương diện của mình để mà cảm nhận. Chúng ta cần nên lúc nào mạnh mẽ nhưng lúc có lúc chúng ta cần phải dịu dàng chút xíu. Dạ. Em trai, không lẽ giờ mình gây dựng sự nghiệp, mình đi bán cà phê, mình có muốn mở thêm nhiều nữa không? Nghề nghiệp chính của em là y sĩ. Em hồi trước đây em đã từng làm bệnh viện quân y. Em làm y sĩ luôn? Dạ, hả? Cấp cứu. Y sĩ rồi lên dược sĩ hả? Dạ không, y sĩ rồi lên bác sĩ. Bác sĩ luôn hả? Dạ. Tại vì em cao, chuyên bó bột, nắng chỉnh xương và tiểu phẫu, nối gân luôn. Ồ vậy đó hả? Vậy sao mình đi học tiếp để lên bác sĩ? Dạ, tại vì có một số vấn đề ở nhà nên em chưa tiện. Sắp tới em sẽ đi học thêm mà. Tại giờ em đang theo lớp điều dưỡng. Rồi, được rồi. Giao quán cà phê là cho bà xã mình đi học làm bác sĩ. Không. Dạ, quán cà phê em tên gì? ST. ST hả? Em tên gì? Dạ em tên Sĩ. Sĩ hả? Bạn này tên gì? Dạ em tên Thanh ạ. Sĩ Thanh là ST. Trời ơi, sao hợp vậy? Tự nhiên vô bên kia cô Thanh luôn. Quán cà phê rồi. Giao cho em Thanh luôn đó Thanh. Anh ơi, trùng hợp là nhà ngoại em cũng theo ngành y đó anh. Dạ, vậy dạ, đa số là từ các gì là đều lý, ha. Một rồi. Là làm trạm xá, hai là mở tiệm thuốc tây để bán tại nhà. Mở rau. Cái gì vậy? Chưa hỏi người thân mà. Ủa chưa hả? Trời, ông nôn nao quá đi quá, ông ơi. Thấy hợp quá, hợp à. Muốn giao luôn, quá hợp phê luôn á. Hôm nay là biết mẹ của bên bạn trai có mặt ở đây nè. Bây giờ mời ý kiến của mẹ trước đi. Xin chào bạn Hồng Vân. Xin chào Quỳnh Linh. Xin chào quý vị khán giả. Cháu gái ngồi trên hẹn hò. Dạ, em chào cô. Hôm nay đến đây thì thấy cháu gái này cũng dễ thương. Cái, thấy cũng xinh xắn, cũng bản lĩnh. Thì bây giờ hai con cứ tìm hiểu. Nếu bây giờ hai con đồng ý thì cha mẹ cũng đồng ý thôi. Thì rồi, cảm ơn nhà trai. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với lại những người bạn của em ạ. Rồi xin mời đại diện nhà gái đấy ạ. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và em chào bên nhà trai ạ. Em Thanh của em á thì cái tính này rất là mạnh mẽ nhưng mà cũng pha một chút yếu đuối trong đó. Và em Thanh á thì nó sống rất là nội tâm và sống thì rất hết lòng với mọi người. Còn anh trai bên đây thì em thấy là anh cũng hiền nè và cũng đẹp trai, dễ thương. Thì nếu mà được thì hai người cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Dạ, xin hết ạ. Dạ, cảm ơn. Chúng ta gặp mặt nha. Dạ. Sĩ Thanh, ST, mở rào. Bắt đầu đi dũng sĩ. Chào em, anh có món quà. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cũng có món quà gửi tặng anh ạ. Coi chừng nó bị lật á. Dạ, em xin phép. Dạ. Sô-cô-la. Dạ.
Cảm ơn anh em, sao anh biết em là rất thích sô-cô-la ạ? Đâu biết anh xui. Đây là cuốn sách Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông. Thì em nghĩ là sau nhiều biến cố như vậy, nhiều thăng trầm trong cuộc sống, thì chắc là anh cũng sẽ rất là mệt mỏi, rất là nhiều cảm xúc. Thì mong là anh có thể ổn định được cảm xúc của mình, tiếp tục cố gắng chăm sóc cho gia đình, cũng như là vun vén cho gia đình mới của mình. Dạ, em cảm ơn. Và đây thì cũng là một món quà hết sức là đặc biệt. Thì em hiện tại có đang dạy gia sư cho một bé trai cấp 1. Thì biết hôm nay là cô tham gia chương trình thì cũng có thức đến 11 giờ đêm để làm món quà này tặng cho anh. Mong là em, cô với lại chú sẽ thành đôi. Ồ, là sao? Món quà là cái gì? Dạ, là một bông hoa làm bằng handmade ạ. Dạ. Rồi, em gái đứng nè, coi pha. Đó. Thấy y sĩ nhiều nghề không? Chú ông Linh mượn cái đó ông pha cho tôi một ly uống thôi. Trời ơi, pha là tới luôn đó. Wow, dễ thương chưa? Ê, mời em. Dạ, đúng thủy tiện lắm mấy anh. Thấy rồi nó mời nhau phát thèm đó. Dạ, như xin phép. Đây, kêu anh hai đi nước mía thôi. Một điều rất là đặc biệt là đúng cái vị em thích. Cảm ơn anh. Rất là ngọt và cũng có vị chua chua. Cái này thì chẳng qua là do một số bạn bè cũng kinh doanh cà phê chỉ anh pha thôi. Anh cũng tay ngang, nói chung là anh được cái anh nhìn những cái thứ gì anh nhìn qua là anh học rất nhanh. Thì không biết là sau này em có cơ hội được học nghề không ạ? Nếu em muốn học thì anh sẽ chỉ. Dạ. Thì không biết là hồi nãy thì anh có kêu là anh có học y đúng không ạ? Đúng rồi. Kinh nghiệm của anh làm cấp cứu 4 năm rồi. Thì không biết là sau này mình có cái ý định nào tiếp tục cái có công chứ. Việc đó. Tại vì theo tình hình bây giờ kinh doanh nó cũng không thuận lợi. Anh cũng đang có đi học lớp điều dưỡng để quay lại bệnh viện làm. Nếu mà quay trở lại thì anh vẫn sẽ chọn phòng cấp cứu để làm việc ạ? Dạ đúng. Vậy thì nếu mà như vậy thì anh sẽ dành thời gian cho gia đình như thế nào? Ngay trực ngay nghỉ. Còn thí dụ như là có những cái vấn đề xảy ra trong những cái ngày mình đi trực á, thì mình sẽ có những cái phương án xử lý thì như nhờ đồng nghiệp ta có mình chạy về được. Ví dụ như là đặc thù công việc của em là sẽ hay đi tỉnh. Vậy thì mà cái công việc của anh thì lại như vậy, thì nếu mà gặp nhau thì anh có thể sắp xếp như thế nào? Anh thì thời gian rảnh, hiện tại giờ thời gian rảnh rất nhiều. Tại giờ mình chủ quán mà mình thích làm ấy thôi, còn không thì mình buổi tối thì anh không làm, buổi tối không bán. Buổi tối không bán. Buổi tối rất rảnh. Rồi bây giờ chúng ta bước tới đi em. Em nắm tay bạn gái, nói điều gì đó. Hả? Nhìn vào mắt đi, nãy giờ cảm nhận về người đó thế nào? Em có thể cho anh cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hát tặng bài đi. Dạ, vậy chắc là em xin hát tặng một bạn nhỏ. Em đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân gần lại nghỉ ngơi. Do em khó hay là người khó anh ơi? Muốn nói cho anh nghe bao nhiêu là điều, mà sao trái tim vẫn một mình chơi vơi. Em đúng là em quên mất rồi. Các bạn về vị trí đi, hết giờ rồi. Để tao mình nút bấm và đưa ra quyết định. Rồi tôi đếm luôn nha. Một. Kìa cưng, bên đây cưng. Đó, vòng qua đây nè bé. Không, để cái tay cho nó. Đây sao nè, sao hai vậy? Đứa được khổ dữ vậy trời. Bây giờ sao khổ, khổ vậy? Khổ dữ vậy trời. Rồi, một, hai, ba. Cho nó thấy khổ vất vả chứ. Vất vả quá đi. Được rồi, ok, như vậy là quá tuyệt vời. Hãy nắm tay nhau đi. Đó, bây giờ chính thức chúng ta xin phép gia đình hai bên nè. Thôi bây giờ hung đi. Gò má. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, nhãn hàng
thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hạnh phúc nha. Dạ. Cảm ơn hai đứa. Đêm nay. Như vậy là chúng ta đã kết thúc hai cặp đôi, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hy vọng chúng ta sẽ chúc phúc cho hai cặp đôi ngày hôm nay sẽ mau tiến tới hôn nhân quý vị nhé. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh H7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Một, hai, ba. Ba ơi, ba ơi, con có bạn gái rồi. Giờ nói má ơi, con không được rồi. Má ơi, không được rồi má ơi. Ở ngày nào cũng làm thì 7 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều. 8 rưỡi, 8 rưỡi sáng, 6 giờ chiều. Nói chung là một tháng là được 12 ngày. Nhưng mà nhiều khi em không có bận gì nè, em cũng đi làm luôn. Không có bận gì nữa. Ý là em không có muốn nghỉ á, là em cứ đi làm. Thì khi nào có việc bận hay cái gì đó thì em mới nghỉ thôi. Mẹ em muốn cho em có một cái nghề để ở nhà nuôi con, chứ không muốn làm công ty. Tại vì làm công ty thì không có lo lắng được cho con em. Nên mẹ kêu là em học nghề. Làm công ty là mẹ cũng là làm công ty không có thời gian để cho con. Với bà lại, em làm công ty cho dù tới 50 tuổi đi rồi người ta không nhận nữa thôi, em ở nhà cũng không làm gì nhé. Nhưng mình không có thì cũng chán. Không có cái gì làm chủ. Dạ. Còn đây mẹ muốn học nghề, mình làm trong nhà rồi ở ngoài mình bán nước này kia bán thêm. Làm được hai mẹ con sống. Cảm xúc sau khi ghi hình đó hả? Vui. Nói chung là thấy cũng bình thường. Nhưng mà sẽ còn đề nghị thêm nhiều nữa mà. Thôi anh sẽ hát tặng cho em một ca khúc mà anh không biết tên nữa. Bên em đêm nay sao anh vẫn muốn, muốn cả đời dài bên mà chủ trí vô chỗ. Cho ta bên nhau yêu nhau những phút đắm đuối, cho con tim yêu nói lên một tí chất ngất. Hơi em yêu hơi cho anh xin chích hơn nồng cháy. Đêm nay anh mang ra cho anh chẳng làm quà. Anh mong sao chẳng cần hoang chính cho tình ta. Mãi sau lưng bên nhau như chẳng với sao đầm đà này người yêu hãy nhớ. Anh sẽ không muốn mang. Sau bao nhiêu nào thương ta vẫn yêu nồng nàn đời chưa hết đắng. Hoang chỉ là tình. Không cho nơi đâu, cho chính nơi lòng mình. Hết vậy? Hay, hay quá. À, cười tươi lên nào em gái, sao mặt em buồn thế? Hãy nhìn thẳng vào mắt bạn trai. Ủa, là làm gì tiếp vậy chú Linh? Hả, chưa, cứ đứng y nguyên nắm tay đi, từ từ rồi tiếp nữa. Dạ, em rất là run. Và em cũng tôi run và em hồi hộp. Thấy con mình nó tiến được thêm một bước nữa trong cái chuyện là muốn lập gia đình mà phải tìm hiểu như thế, mình hết sức hoan nghênh. Đối tượng của con hôm nay gặp mặt á thì mình chỉ ngại một cái chuyện, tức là bé này đã có chồng và có một đứa con được 7 tuổi rồi, không biết sao con mình nó suy nghĩ như thế này sao. Nhưng mà thôi bây giờ đó, cho nó cái gì vậy, duyên là duyên trời định thì tùy con mình nó muốn sao thì mình cũng chiều theo vậy, nhất là chuyện hôn nhân gia đình. Mình không có ép buộc con, mà con nó thích vậy mà nó muốn tiến tới hôn nhân thì mình cũng chấp nhận cho nó tiến thôi. Tại vì em thấy bạn trai thì cũng nhìn cũng chứng chạc, tại vì em cũng có con thì nhiều người cũng rất là e ngại. Nhưng mà khi nghe hai bác nói ấy thì em cũng đỡ được phần nào, vì hai bác là cũng tùy theo anh thôi, anh chịu hay không thôi. Còn hai bác không có ý kiến. Anh nói thiệt luôn á, tại vì bây giờ là ba với má anh bây giờ thì cũng lớn tuổi rồi. Thành ra bây giờ này mỗi ngày đi anh đều phải về nhà, nhưng không thể nào đi qua đêm được. Anh đều cố gắng mình phải về nhà, nhưng mà bởi vì cho nên cái gánh nặng mà bây giờ nó cũng nhiều, nhưng mà thành ra anh muốn kiếm một người về, nhưng mà anh
phụ giúp cho anh, tại vì một mình anh không muốn là anh phân thân đi, anh phân thân được, anh vừa ở vô làm mà anh cũng vừa ở nhà nữa. Tại vì đôi khi có những công việc phải làm việc chứ hành chính thì có giờ hành chính mới làm được, mà anh làm giờ hành chính anh không có đi được. Một mình em thích buôn bán không? Dạ cũng có, nhưng mà cái cảm giác của em như là sợ buôn bán, sợ bị lỗ hóa này kiến nhiều cái lắm. Có bao giờ mình thử buôn bán chưa? Dạ chưa. Mà em thích buôn bán gì nhé? Mình mừng tự thứ buôn bán gì nhé? Không phải buôn bán đâu, nói ví dụ mình tự mình kinh doanh mình. Thì em muốn là như là bán nước này kia, bán đồ ăn vặt đó. Tại em thì em cũng có trách nhiệm lo cho bố mẹ, nên chuyện làm dâu là chuyện bình thường. Em vẫn lo được nấu ăn này kia, em cũng có thể làm được. Nhưng mà chỉ tội là không được ngon thôi, chứ cái gì cũng nấu được. Bây giờ chung là em cũng một lần đổ vỡ rồi. Tùy một người chồng không biết quan tâm, không biết lo lắng cho vợ con, nên em muốn tìm một người có thể quan tâm lo lắng cho em và biết thương yêu vợ con. Có người tài xế khi bảo vệ gì đó, có bảo hành miễn phí bảo hiểm trọn đời luôn, ra đường sẽ có người bảo vệ. Miễn sao hư thì lại bảo trì, miễn sao xài đừng hao quá được rồi. Miễn sao hư thì lại bảo trì, miễn sao xài đừng hao quá được. Một kìa cưng, bên đây cưng. Đó, vòng qua đây nè bé. Không, để cái tay cho nó. Đây nè, sao hai đứa được khổ dữ vậy trời. Bây giờ sao khổ vậy? Khổ dữ vậy trời. Rồi, 1, 2, 3. Dạ, hiện tại thì em cảm thấy rất là vui ạ. Tại vì nhân chương trình này mà em đã tìm được một người bạn có thể là sẽ cho người bạn trong năm của mình ạ. An thì hơi bị rung rung một tí nhưng mà cảm giác rất là tuyệt vời ạ. Dạ, kế hoạch thì để cho cuối tuần nha chị. Chứ bây giờ thì ai cũng bận, cũng với lại đi đường xa cũng hơi mệt rồi, nên đưa về mình nghỉ ngơi trước đã rồi mình gặp lần sau cũng được. Dạ hiện tại thì chắc là em sẽ về Long Thành, còn anh Sĩ sẽ về Biên Hòa. Còn có thể là cuối tuần thì hai người sẽ sắp xếp một khoảng thời gian nào đó rồi sẽ gặp nhau uống nước hoặc là cái gì đó, ăn đi ăn cùng nhau để tâm sự, trò chuyện, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Rồi em gái đứng nè, coi pha. Đó. Thấy y sĩ nhiều nghề không? Chú ông Linh mượn cái đó ông pha cho tôi một ly uống thôi. Trời ơi, pha là tới luôn đó. Wow, dễ thương chưa? Ê, mời em. Dạ, uống thủy liền nữa mấy anh. Thấy rồi nó mời nhau phát thèm đó. Uống dạ, đi cưng. Dạ, xin phép. Ây, kêu anh hai đi nước mía thôi. Một điều rất là đặc biệt là đúng với vị em thích. Cảm ơn anh. Dạ, thật sự ra là em cũng cảm thấy là không có gì khác lắm. Tại vì khi mà lên chương trình được cái màn ván mở ra thì em cũng thấy là anh cũng giống như là cái mẫu người mà em đang tìm kiếm. Cho nên là em cũng nói chuyện rất là thoải mái và không có cảm thấy run lắm. Nhưng có vẻ là anh sẽ cảm thấy hơi run tại vì lần đầu tiên gặp em đúng không anh? Lần đầu tiên lên truyền hình run, run quá trời luôn. Mà hồi nãy em chưa hỏi anh là anh có cảm thấy em xinh xắn hay là như thế nào. Em chưa có nghe anh nhận xét về em một tí nào luôn á. Em thì không xinh nhưng bình thường, nhưng mà cảm giác của anh thì thấy em sẽ hình như sẽ hợp đó. Tại vì đẹp quá thì không phải là của mình đâu. Dạ cũng hơi buồn một tí xíu nhưng mà đó là sự thật thì em chấp nhận thôi chị, không có vấn đề gì hết. Dạ. Tính anh thì hay nói thẳng lắm nhưng mà sự thật thì đã mất lòng. Nhưng mà nhiều khi thẳng quá em sẽ buồn đó, cho nên là anh đừng nói thẳng quá nha. Em buồn, em khóc đó. Em méo một tí thôi. Đúng rồi. Ví dụ như anh nói là em không có đẹp, em không có xinh nhưng mà em ưa nhìn. Ha, anh nói lại đi nè. Em không đẹp, em không xinh mà em ưa nhìn. Em dễ thương. Em dễ thương. Cảm ơn anh. Em đã đi hết 1/3 cuộc đời mà sao trái tim vẫn một mình chơi vơi.
Nhiều lần muốn đôi chân ngừng lại nghỉ ngơi. Giờ em có hay là người có anh ơi? Muốn nói cho anh nghe bao nhiêu là điều mà sao trái tim vẫn một mình chơi thôi. Em làm giám đốc của một trung tâm nha khoa thẩm mỹ. Là em đã từng trải qua một lần đò rồi. Cộng theo đó là bên gia đình chồng là không ủng hộ, tạo nhiều cái rào cản. Em trầm cảm trong vòng 2 tháng. Em đã từng tự tử luôn. Em chỉ cần một cái người là đủ cảm thông. Những cái thời điểm mà mình đôi lúc mình muốn làm đúng nhưng mà cũng có thể thôi, khi nó lại cho mình sai. Cái trường hợp đó là ý như anh không làm được điều đó không phải là do anh không muốn làm, mà là do là gặp một cái số trắc trở nào đó. Tức là phải đủ tinh tế, đủ bao dung cho người đàn ông mình một tí. Anh đừng có gia trưởng thì em rất là sợ. Sợ phải nói là em ám ảnh. Em thì cũng có một đời vợ ly hôn cũng năm 2010. Ưu khuyết điểm của em là cũng hơi nóng tính. Em nóng nhất là em không đánh ai, em làm gì em chỉ thấy cái chân gì em đé chân em vô cái đồ đó, đầu chân em ha. Ví dụ như đập đồ á, đập đồ thì em cũng thấy không có hay. Anh giận á thì anh nên đi đâu đó đi. Anh đá vô cái cây cái gì, cái gốc cây cái gì nó cho nó đau chân thôi. Thôi nếu mà đau chân anh thì cũng đau lòng em, đừng làm vậy. Chương trình được giờ theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản được phát sóng vào lúc 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.